đang em đang ăn cơm đây này. Đấy. Em đang ăn cơm đấy. Bà giữ cho thì cứ dọc sợ bà ăn mất. Khóc ầm lên. Đây hai cụ cháu đi chơi. Bà cụ à. Cụ à. Hôm nay ăn cơm nhỉ? Vâng, giờ con cơm. Mười mấy giờ, bây giờ cho mình một giờ hơn. Chán giờ nó mới không cơm được bà. Sáng ăn rồi thì nói gì. Không, nó đang ăn cơm. Chị Yến, chị Yến ăn cơm chưa hay là mới ăn bánh mì? Không ăn đâu. Đây, xúc rồi. Ăn đi, ăn đi, mơ đi. Ăn này, mũi. Cái tự nó xúc thì nó ăn, nhưng mà bà xúc thì đích hết. Nó ăn một da, ba hột vào. Ừ, nhưng mà mình giữ được cho nó thì nó cũng không dơ giấy đâu. Tên. Ừ, con này thế đòi xúc nhưng mà còn cười không được hồn nào. Ngồi xuống, ngã. Ngồi xuống. Không đồng đạc này. Ngồi xuống. Bố mày còn chụp ảnh mày ăn. Ừ. Ăn đi. Ông mà đã đi văn lươn, có văn chiều. Chuyên môn thế, đi văn lươn, có văn chiều. Ăn đi nhá. Chả chịu ăn đâu, không ngờ ngờ. Thế mà thở chút hết thôi á. Chúc ăn đi. Đấy, ăn đấy. Nó nô chán rồi đấy. Mới thì chút ăn đấy ăn đẻ. Rồi chán đấy. Nào bà bón. Nó còn chịu ăn, nó cho miếng giòn, nó chán. Nào bà bón nhận này. Chán đâu. Chị ăn không? Ừ? Chị ăn không cắt. À, chị ăn không? À. Ăn mất đâu. Không cho chứ. Chị há mồm bé lắm. Ăn ăn sợ dèo. Còn giữ. Không ăn còn giữ. Không ăn mà cất đi nhá. Đây, mày đây. Lấy đây. Đây mà. Đây, cô máy đây. Này. Này. Chói người ta.